đến slide này. Ít kiểu từ kiểu chuỗi. Cái này từ từ đi. Mình qua cái slide này trước các bạn. Qua cái này trước giúp thầy. Lớp bao và nguyên thủy. Vậy bây giờ mình bỏ tin đi. Nguyên thủy là gì? À, là gốc. Thời nguyên thủy đúng không? Thời nguyên thủy. Vậy thì cái biến mà người ta gọi là nguyên thủy, tại sao? Kiểu dữ liệu mà có kiểu dữ liệu là nguyên thủy. Lý do là Java được phát triển từ đâu? Từ C, chính xác. Và những kiểu dữ liệu này là những kiểu đã có ở C, cho nên gọi là nguyên thủy. Đã có trước đó rồi, bây giờ lấy xài lại thôi. Vậy thì kiểu chuỗi có ở C không? Kiểu string có ở C không? Không. Ở C nó có gì? Cha, sao. Con trỏ ở dạng ký tự thì tạm gọi là chuỗi. Qua Pascal, ta xin lỗi, qua Java, người ta mới viết kiểu chuỗi là string. Cho nên các bạn thấy đặc biệt, string, khi mà bạn viết string mà in thường ký tự đầu, nó lỗi. Nó chỉ có tồn tại hoa. Tức là người ta nói rằng string là kiểu lớp bao, không có kiểu nguyên thủy. Bởi vì trước đó nó chưa từng tồn tại kiểu string. Được không? Rồi. Như vậy thì giữa bài thường và bài bê hoa có gì khác? À, có chữ hoa màu đỏ. Nhưng mà thực chất là nó khác cái gì? Hả? Nếu như mình khai báo một biến mà bài thường và một biến bài hoa, có gì hay hơn không? Có gì hay hơn không? Hay sao? Rồi, mình sẽ ví dụ về nguyên thủy và lớp bao. Nguyên thủy và lớp bao. Như vậy nguyên thủy là gì? Biết rồi. Ủa vậy thì lớp bao là gì? Lớp là gì? Như vậy cái khái niệm ở đây, tại vì chúng ta đang học Java là lập trình hướng đối tượng, cho nên mỗi cái file này nè, mỗi cái file này mình tạo ra bằng cách click chuột chọn gì? New gì? New Java class. À, Java class, class là lớp. Cho nên người ta dùng từ lớp bao. Đó. Là class. Vậy thì kiểu by mà có chữ in hoa, nó không đơn thuần là một kiểu dữ liệu để chứa số, mà nó còn làm được nhiều thứ. Do người ta viết nguyên cả một cái class để quản lý cái bài đó. Người ta viết nguyên cái class để quản lý cái bài đó. Là nó vừa chứa được số mà nó có nhiều cái hàm để xử lý cái số này luôn. Ví dụ như chuỗi đi, bạn có là cha sao thì bạn chỉ chứa được ký tự thôi. Còn bạn muốn in hoa thì bạn phải có một cái hàm khác để biến cái chuỗi đó thành chữ hoa. Còn nếu mà chúng ta khai báo kiểu string, cái biến đó mình có thể chấm to uppercase
to Loki là nó tự động nó biến cái chuỗi đó thành chữ hoa hoặc chữ thường. Tức là chính nó làm cho nó. Được chưa? Và bây giờ mình sẽ ví dụ ở chỗ này. Ví dụ mình có một cái biến là pi a bằng 8 pi. Mình có thể khai báo chung nha các bạn, nhưng mà thầy cố tình khai báo riêng để các bạn dễ nhìn thấy. Vậy bây giờ a có bằng b hay không? Làm sao mình biết? Làm sao mình biết bằng hay không? Mình phải có một cái hàm x mình mới biết. Được chưa? Mình phải có một cái cấu trúc x mình so sánh mình mới biết. Còn nếu trong trường hợp thầy khai báo c bằng 8, pi d bằng 9, và thầy có thể in ra được d có bằng c hay không. Mình in ngay luôn bằng cách chỗ này thầy ghi là so sánh đi để cho nó dễ thấy. Hai chấm cách ra cộng với d chấm. Thấy không? Thấy nó xuất hiện cực kỳ nhiều thứ không? Và so sánh là giống equal với C. Ví dụ như vậy. Rồi. Vậy chỗ này mình có thể lấy A chấm. Không có. Bởi vì A và B nó chỉ là nguyên thủy. Và nhiệm vụ của nó chỉ chứa mỗi con số thôi. Còn xử lý con số đó chưa có. Như vậy mình hiểu về nguyên thủy và lớp 3 chưa? Nguyên thủy là kỹ dữ liệu đã tồn tại ở phía trước của C. Lớp 3 là Java, người ta viết một cái lớp mà vừa chứa được cái dữ liệu trước đó tương ứng là byte hay là int hay là long hay là double, và đồng thời người ta viết thêm những cái hàm, trước đây là mình gọi là hàm, để xử lý số liệu. Khi mà chúng ta học qua lớp thì các bạn đổi cái chữ hàm thành chữ phương thức. Tức là cái hàm đó đổi thành chữ phương thức. Được chưa? Methods, phương thức để xử lý cái số liệu đó. Thì lớp bao nó mạnh hơn nguyên thủy. Được chưa nào? Nguyên thủy nó chỉ chứa được mỗi con số thôi, không làm được gì hết. Nó chứa được cái chuỗi ký tự thôi, không làm được gì hết. Còn lớp bao, nó xử lý được rất 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 nhiều thứ ở bên trong đó. Rồi, mình lấy khái niệm về nguyên thủy và lớp bao. Khi mình run, nó báo là phone. Nó so sánh cho mình luôn. Tại vì sao so sánh được? Vì cái class by người ta đã viết thêm cái phương thức compare equal đó để so sánh rồi. Ta viết trước cho mình rồi và mình chỉ có việc xài thôi. Cho nên mình so sánh được. Đó. Đó là nguyên thủy và lớp bao. Như vậy thì quay trở lại. Hồi nãy thầy nói với các bạn là mình sẽ quay trở lại cái slide số 7. By bạc là F kiểu của lớp 3. Short integer long plus double full length là F kiểu từ chuỗi. Ví dụ từ chuỗi sang nguyên thủy ha. Mình sẽ dùng cái PARSE. Thầy sẽ demo cho các bạn về cái phần PARSE. Cái chữ này nè, nếu như mà mình ngại, mình sợ nó đụng từ khóa
Thì khi các bạn tạo một cái class, các bạn cứ làm giống thầy, thêm chữ demo phía trước hoặc phía sau, thì cái lớp của mình nó sẽ không bao giờ mà đụng từ khóa hết. Còn nếu mà các bạn vô tình, ví dụ như là các bạn kêu là stream, các bạn muốn demo một cái gì đó về stream, mà các bạn đặt tên lớp là stream thôi, thì rất là nguy hiểm. Tại vì stream là kiểu dữ liệu mà sau này mình xài new stream là nó trật lắp. Còn nếu mà mình ghi demo stream thì ok, không bị trùng, thì nó sẽ rất là dễ để mình làm demo tất cả mọi thứ. Rồi bây giờ mình sẽ có nè, string a bằng 4 chấm phẩy, string b bằng 5 chấm phẩy, string c bằng a cộng b chấm phẩy. Và thầy sẽ chỗ này đổi thì nó là chuỗi, mình cộng mình bằng như vậy nó không được. Nó báo cái gì? Nó báo là hiện nay không thể chuyển kiểu số thành kiểu chuỗi in. In cannot be converted to string. Vậy chỗ này A phải bằng gì? A bằng gì? Nháy kép 4. Hết lỗi. B bằng nháy kép 5. Hết lỗi. Được không? Như vậy nó là kiểu chuỗi. Và chỗ này thầy xuất ra, xuất cái này ra. Rồi quên nữa rồi. Biết quên gì không? Quên main. Nhanh quá tay, nhanh hơn não. Cái đó là tay nhanh hơn não đó. Rồi mình sẽ xuất ra A cộng B, phải không? Phần trăm D cộng phần trăm D bằng phần trăm D phẩy A phẩy B phẩy không, mình viết vậy nó không hay, tại phần trăm rồi nó không hay. Mình sẽ viết là A cộng với B cộng với bằng cộng với C. Rồi, ok. Như vậy thì mình đang muốn viết cái gì? A cộng B bằng C. Các bạn có viết được giống như vậy không? Hay là bây giờ vẫn còn lan man? Chỗ nào cố định thì mình đưa nó vô nháy kép. Chỗ nào nó là biến thì mình gán cái tên biến vô. Ví dụ chỗ này nè. A đây là mấy? Là 4. Cộng với là cộng chuỗi. Cộng với gì đây? À, cộng với một khoảng trắng, một dấu cộng và một dấu bằng. Tức là ghép chuỗi lại. Rồi. Theo các bạn, 4 cộng 5 bằng mấy? Rất giỏi. Nhưng khi thầy biết, khi mà nghe thầy nói rất nhờ. Bốn cộng năm bằng 4, 15. Cái này là gì? Ghép chuỗi. Mà đôi khi chúng ta cũng có trường hợp lấy được cái số 4 này từ một cái chuỗi nào đó. Ví dụ các bạn có một cái mã hàng đi. Cái mã hàng là loại 1, loại 2, loại 3. Nhưng mà bạn để là áo 1, tức là áo loại 1, áo 2, áo 3, tức là cái mã hàng nó vừa chứa đó là cái gì, áo hay quần hay là cái gì? Loại 1, loại 2, loại 3. Nếu loại 1 thì nhân loại 2 thì nhân loại 3 thì nhân vân vân. Như vậy đôi khi chúng ta lấy ký tự 1, ký tự 2, ký tự 3 đó thành số.
Nó là, mình nhìn nó là một hay ba, nhưng mà nó là ký tự chứ không phải số. Cái này mình học trong Excel rồi đúng không? Mình dùng hàm left, hàm right, mình lấy chuỗi ra thì nó là chuỗi. Đó. Như vậy trong trường hợp này, nếu như thầy khai báo một cái in A1, thầy muốn lấy giá trị từ A sang, thầy làm sao? Thì thầy sẽ lấy A1 này kiểu gì? Kiểu in. Thì thầy lấy integer chấm bạc in. Bạc cái gì? Bạc cái A qua. Tức thầy muốn lấy bạc kiểu số chứa dữ liệu từ kiểu chuỗi. Thì thầy dùng bạc in. Và tương tự như vậy, thầy có B, B1 bằng integer bạc B. Và thầy sẽ có C1 bằng A1 cộng B1. Bây giờ thầy viết lại cái này. Cũng câu đó, thầy viết lại. Thầy in chỗ này là A1, chỗ này là B1, chỗ này là C1. Ha? Trên này là ABC, dưới này là A1, B1, C1, chạy lại. 4 cộng 5 bằng 45. 4 cộng 5 bằng. Được không? Cái nào cũng đúng, chính xác. Cái nào cũng đúng. Như vậy, chúng ta đang sử dụng được kiểu nguyên thủy, kiểu lớp bao. Và chúng ta ép kiểu tự động, chứ không phải tự nguyện nha. Ép kiểu tự động. Và ép kiểu bắt buộc, tức là mình chỉ định ép kiểu cho nó. Và ép kiểu bằng cách chuyển từ chuỗi sang số. Được không? Chuyển từ chuỗi sang số. Rồi, đến một cái trường hợp nữa. Hôm trước mình có nói rằng nếu như bạn làm bài tính phương trình bây giờ AB, thầy không có cho trước mà thầy sẽ dùng nhập scan bằng new scan. Cái này vui lòng gõ lại 100 lần. Nếu mà 100 lần không nhớ thì 1000 lần đừng bao giờ quên cái lệnh này. Sout ghi nhập A 2 chấm cách ra A bằng scan chấm nét gì? Nét in. Những cái câu lệnh cơ bản này vui lòng không nhớ thì code lại giúp thầy 10 lần. 10 lần không nhớ. 100 lần. 100 lần không nhớ. 1000 lần rồi cũng nhớ. Làm sao mà code không cần dùng đầu. Phải, code đừng dùng đầu. Dùng tay thôi. Mấy cái lệnh này đừng có dùng đầu. Cứ thế mà gõ thôi. Cứ nhập A nhập B là tự động nó gõ, mình cũng không biết luôn. Bây giờ có ai mà không biết đi xe máy không? Có không? Các bạn mô tả giúp thầy ngày đầu tiên các bạn cầm cái xe máy các bạn đi. Nó làm sao? Hả? Lần đầu tiên ngồi lên xe máy đi nó làm sao? Tức là cái đầu của mình lái bằng đầu chứ không phải lái bằng tay. Phải không? Hả? Lúc đó mình phải lái bằng đầu. Mình đi mình phải sang số kiểu nào. Mình phải vô ga lúc nào. Và nhất là gì? Ôm cua. Lúc đầu chưa từ từ. Lúc mà ôm cua thì bạn phải làm gì? Bạn phải hình dung bàn cái nè. Là tay này phải co lại, tay này phải duỗi ra đúng không? Có phải là cái đầu mình điều khiển không?
Đến lúc này thì sao? Chỉ cần biết xác định là ngày này đi học, đúng không? 3 giờ 15 vô lớp, là nhà gần thì chỉ cần 3 giờ mở cổng, dắt xe, ngồi lên là tự động nó thấy đến trường rồi. Mình cũng chẳng biết là mình đi lúc nào luôn. Mình cũng chẳng biết là mình qua bao nhiêu ngõ tư luôn. Phải không? Không biết luôn. Nói chung là ngồi lên là tự động thấy đến trường rồi. Và lập trình cũng vậy. Các bạn code làm sao mà cứ nhập A nhập B là cái tay nó tự chạy, mình cũng không cần điều khiển luôn. Đó, bạn phải lập trình cỡ đó. Mà bạn muốn xe nó tự chạy đến này thì bạn đã đi bao nhiêu lần rồi? Mình là đi không nhớ. Vậy thì code đi. Một lần không nhớ thì thầy ơi, thì 10 lần. 10 lần không nhớ, 100 lần. Được chưa? Rồi, ok. Giả sử chỗ này x bằng